Francisco, Chúa đã chọn để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc Đức. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Trọng kính Đức Hồng Y. Trọng kính Đức Cha Lorenzo. Kính thưa Cha Tổng Đại diện. Kính thưa quý cha, quý bề trên các dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Trong niềm hân hoan vui mừng của đại lễ phục sinh, hôm nay gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta quy tụ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội để cùng tuyên xưng đức tin Chúa đã sống lại thật. Alleluia. Chúng ta chia sẻ niềm vui của đại lễ phục sinh và cùng nhau suy tư cầu nguyện để cộng đoàn gia đình Tổng Giáo phận của chúng ta trở thành một cộng đoàn phục sinh. Có nghĩa là Chúa Giêsu phục sinh luôn luôn hiện diện trong cộng đoàn. Mọi người đều xác tín vào sự hiện diện của Người để luôn canh tân đổi mới bản thân cũng như canh tân đổi mới các hoạt động, mục vụ và truyền giáo. Chúa đã sống lại thật, alleluia. Đó là lời tuyên xưng đức tin của cả giáo hội. Đó là lời tuyên xưng đức tin của cộng đoàn chúng ta trong giờ phút thiêng thánh này. Ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, một ngày lịch sử đối với Tổng Giáo phận Hà Nội. Vì hôm nay chúng ta khởi công công trình xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam. Xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam, đó là niềm mong ước và khát khao của các vị bề trên tiền nhiệm, cụ thể là của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, và Đức Hồng Y Phêrô của chúng ta đang hiện diện trong thánh lễ này. Ngày hôm nay chúng ta tiếp nối công trình của các đấng đi trước để tôn vinh Thiên Chúa, để tri ân các bậc tiền nhân và để học hỏi những bài học từ gương sáng của các ngài. Đối với chúng ta là người Kitô hữu, mọi công trình phải xây dựng trên nền tảng đức tin và xây dựng trên nền tảng chính Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta đặt để công trình này nơi tình thương của Chúa và phúc lành của Người, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, nhất là hai thánh tử đạo của quê hương Sở Kiện, Thánh Phêrô Thi và Thánh Phêrô Đường. Chúng ta cũng cầu nguyện cho công trình của chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành đạt được mọi điều tốt đẹp, bình an như chúng ta mong muốn. Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa soi sáng, nâng đỡ, ban kiến thiết trong khi thi hành công trình này. Và cầu nguyện cho quý vị ân nhân, xin Chúa trả công bồi hậu cho quý vị ân nhân. Kính thưa cộng đoàn, công trình xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo là công trình chung của Tổng Giáo phận Hà Nội. Vì thế mỗi người chúng ta tùy theo khả năng và bậc sống của mình đều có trách nhiệm hướng về công trình này và cộng tác, cầu nguyện, nâng đỡ, khuyến khích, động viên. Chúng ta nài xin lòng thương xót của Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng khiêm tốn để nhìn nhận những lỗi lầm của mình, xin Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi mọi yếu đuối của thân phận con người. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh và Thiên Thần các thánh và anh chị em thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh thiện ngày thêm đông số, xin đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan còn đang nói với dân chúng, thì có các tư tế, viên lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc kéo đến. Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giêsu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau. Vì trời đã về chiều, nhưng trong đám người nghe lời giảng có nhiều kẻ đã tin theo, chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng 5.000. Hôm sau, các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Jerusalem, có cả thượng tế Khanan, các ông Caipha, Soan, Alexander và mọi người trong dòng họ thượng tế.
Họ cho điều hai tông đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy? Bấy giờ ông Phêrô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng, nhân danh chính Đức Giêsu Kitô, người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài người ra, không ai đem lại ơn cứu độ, và dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô
nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở biển hồ Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông khác nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến bên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì lưới đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì ông đang ở trần rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo. Vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy những cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong số người ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ, Người cũng trao cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày này, niềm vui phục sinh lan tỏa đến khắp mọi nẻo đường của thế giới. Nơi đâu có những ngôi nhà thờ Công giáo hay là nhà thờ Kitô giáo, thì nơi đó đều vang lên bài ca Alleluia trong niềm vui mừng, và bài ca ấy được ca lên bằng nhiều cách thức khác nhau. Chúa Giêsu đã sống lại. Mỗi năm giáo hội nhắc cho con cái mình điều căn bản này. Và niềm vui phục sinh không phải chỉ là một ngày, không phải chỉ trong một nghi lễ, mà trong một tuần bát nhật phục sinh và trong thời gian dài 50 ngày chúng ta gọi là mùa phục sinh. Và hơn thế nữa, niềm vui phục sinh luôn luôn lan tỏa và là cốt lõi cho đức tin Kitô giáo của chúng ta. Vì thế mà bất kỳ ngày lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ dâng để tuyên xưng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Tuy vậy, để có biến cố phục sinh huy hoàng, để có biến cố lan tỏa vui mừng đến tận cùng thế giới, thì trước đó Đức Giêsu đã chịu khổ nạn và chịu chết. Trước khi mừng lễ phục sinh, chúng ta tại các nhà thờ đã cử hành tam nhật vượt qua với bầu khí ảm đạm và bi thương. Bởi vì Con Thiên Chúa chịu đóng đinh trên cây thập giá và đã tắt thở trên cây thập giá. Đối với các môn đệ thời xưa cũng như đối với chúng ta ngày hôm nay, cái chết của Đức Giêsu quả thật là một nghịch lý. Và sau này như Thánh Phaolô nói, đó là một điều vấp phạm. Thập giá là một điều vấp phạm. Đối với các môn đệ, các ông coi đó là một nghịch lý, bởi vì các ông đi theo Chúa 3 năm rồi. Chúa rao giảng hùng hồn, Chúa làm phép lạ ngoạn mục, Chúa chữa cho người ta đã chết được sống lại, ma quỷ ám Chúa chữa giải phóng cho họ được tự do. Những người què đi được, người mù nhìn thấy, người câm nói được và người điếc nghe được. Vậy mà bây giờ ông thầy Giêsu ấy lại chịu treo trên cây gỗ một cách vô cùng đau thương. Vì thế mà các môn đệ cảm thấy mình đứng trước một vấp phạm và một nghịch lý. Thiên Chúa ở đâu khi mà Con của Ngài chịu treo trên thập giá? Và những nghịch lý ấy ngày hôm nay, kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng đang phải đối diện. Có rất nhiều người vô thần, có rất nhiều người không tin Chúa, có rất nhiều người thiếu thiện cảm với giáo hội, thách thức chúng ta. Ông Giêsu giỏi giang như thế mà lại chịu chết trên thập giá. Giáo hội, nếu là giáo hội của Chúa mà lại chịu bách hại. Giáo hội nếu là của Chúa thì tại sao các nhà thờ vẫn bị phá? Tại sao ở một số nước như là Trung Quốc, như là Triều Tiên vẫn phá các nhà thờ? Chúng ta cũng đứng trước một câu hỏi rất lớn lao. Và ngay cả hai môn đệ trên đường về Emmau cũng coi biến cố thập giá như một vấp phạm. Cho nên khi gặp một người khách lạ, các ông giải bày tâm sự, các ông trải lòng với sự thất vọng. Chúng tôi đã theo ông Giêsu, chúng tôi nghĩ ông ấy là giải phóng Israel, nhưng mà những gì xảy ra vừa qua làm cho chúng tôi thất vọng. Và người khách lạ ấy đi cùng với hai môn đệ nói với hai ông rằng, chẳng phải là Đức Kitô phải chịu thương khó thì mới tiến vào vinh quang sao? Câu hỏi của Chúa Giêsu cũng là một câu trả lời, đồng thời cũng là một câu khẳng định đối với chúng ta và trở thành nền tảng đức tin Kitô hữu. Đức Giêsu đã chọn con đường thập giá và Ngài tuyên bố, ai muốn theo tôi thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo tôi. Vì thế nơi lời Chúa chúng ta tìm được câu trả lời, tìm được lý giải cho việc tại sao mà Đức Giêsu Con Thiên Chúa đã chết trên thập giá. Thiên Chúa đã mang lấy đau khổ cho con người hạnh phúc. Thiên Chúa đã chết để cho con người được sống. Thì
Thiên Chúa đã chết trên thập giá để diễn tả tình yêu thương của Người lớn lao vô cùng. Trước đó, Chúa Giê-xu đã nói không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của Người hy sinh mạng sống vì người mình yêu mình. Và trên cây thập giá, Đức Giê-xu đã diễn tả điều ấy. Trên cây thập giá, Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta hãy đến với Người. Chúa Giê-xu là vị tử đạo. Chúa Giê-xu là chứng nhân cho tình thương của Thiên Chúa. Và như thế 20 thế kỷ nay, kính thưa cộng đoàn, biết bao người đã đến với cây thập giá. Đương nhiên thập giá là phải có Chúa Giê-xu, phải là thập giá của Chúa Giê-xu, không phải chỉ là cây gỗ vô hồn hay là bất kỳ cây gỗ nào đó. Thập giá phải là thập giá có Chúa Giê-xu, bởi vì thập giá có Chúa Giê-xu mới là thập giá mang ơn cứu độ cho con người. Và Chúa Giê-xu thì lại gắn liền với thập giá. Không có Chúa Giê-xu mà không có thập giá, bởi vì đó không phải là Chúa Giê-xu của đức tin Kitô hữu. Vì thế biết bao người đã tiến lên thập giá, đón nhận thập giá, đã tiến lên pháp trường. Một bài thánh ca mà chúng ta rất quen thuộc đây, bài ca ngàn trùng. Khi chúng ta hát bài ca ngàn trùng, chúng ta nói đến sự hùng vĩ của lịch sử giáo hội Việt Nam. Nhưng mà lời ca ấy cũng vang vọng trong đau thương, bởi vì bài ca ấy được viết bằng máu của các thánh tử đạo. Vì thế mà 117 thánh tử vì đạo và chân phước Andre Phú Yên là niềm tự hào của người tín hữu chúng ta. Các ngài đã chấp nhận sự sống, sự chết một cách tự do tình nguyện, bởi vì các ngài tin rằng Đức Giê-xu đã phục sinh. Các ngài tin rằng người ta chết về phần xác nhưng mà không chết về phần linh hồn. Và 20 thế kỷ qua, những người Công giáo trên thế giới này và những người Công giáo tại Việt Nam cũng xác tín một điều là những thể chế chính trị, những người thù ghét giáo hội chỉ có giết được người có đạo chứ không giết được đạo. Chỉ có giết được những tín hữu chứ không giết được đức tin. Và chúng ta hòa mình vào truyền thống tuyệt vời ấy để tuyên xưng đức tin vào đấng đã phục sinh. Thế hệ Kitô hữu ở mọi thời đại đều là những chứng nhân của Đức Giê-xu phục sinh. Chúng ta thấy bài sách thánh thứ nhất, Trích sách Tông đồ công vụ. Ông Phêrô là một người dân trài hết sức đơn sơ chất phác và ít học. Nhưng mà ông đã phát biểu trước thượng hội đồng có cả tư tế Anna, có cả các luật sĩ biệt phái, có cả những người đại diện cho thượng hội đồng. Ông đã minh chứng Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại. Và ông khẳng định rằng từ nay không có một cái danh nào, tên nào trên thế gian cần phải kêu cầu để được ơn cứu độ, bởi vì chỉ có một danh Đức Giê-xu thôi. Đức Giê-xu là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, và Đức Giê-xu là đấng cứu độ con người. Vì thế mà các thánh tử đạo, nếu các ngài chấp nhận cái chết là vì các ngài làm chứng cho Chúa. Chúng ta biết là nguyên ngữ tử đạo chính là làm chứng. Đức Giê-xu làm chứng cho tình thương của Chúa Cha. Đức Giê-xu làm chứng cho chân lý, như Ngài tuyên bố trước tòa Phi-la-tô: tôi đã sinh ra và đến trên thế gian này để làm chứng cho chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Vì thế mà Phêrô, Phao-lô cũng như các tông đồ và biết bao nhiêu các vị tử đạo Kitô giáo là những chứng nhân để ca ngợi tình thương của Chúa bằng chính cái chết của mình, và viết lên bài ca tạ ơn, viết lên bài ca tôn vinh Thiên Chúa bằng chính máu của mình. Kính thưa cộng đoàn, giáo hội Việt Nam của chúng ta đã trải qua nhiều một thời gian dài vô cùng đau thương. Và ngày hôm nay chúng ta là con cháu hậu sinh nhìn lại lịch sử hào hùng của giáo hội Việt Nam, của các bậc tiền nhân. Chúng ta có bổn phận phải tôn vinh các ngài. Trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo sẽ được xây dựng tại mảnh đất đầy những dấu ấn kỷ niệm này. Chúng ta biết nơi đây ngày xưa có tòa giám mục. Nơi đây, ngôi nhà thờ này là nhà thờ chính tòa trước khi nhà thờ chính tòa hiện nay được chính thức đưa vào sử dụng.
Nơi đây có tiểu chủng viện mà chúng ta gọi là nhà tràng. Nơi đây có các sơ dòng Bến Thánh Giá, các sơ dòng Thánh Phaolô. Nơi đây là nơi các nhà truyền giáo lưu trú và phân đi các nơi để làm việc tông đồ trong thời gian bách hại, thời gian khó khăn. Nơi đây đã diễn ra nhiều biến cố quan trọng trong lịch sử giáo hội Việt Nam, lịch sử trong đời sống giáo hội của giáo tỉnh Hà Nội và của Tổng giáo phận. Chúng ta biết năm 1912 nơi đây đã tổ chức Công đồng Bắc Kỳ lần thứ hai. Và chúng ta biết sở kiện là một linh địa được nhiều người trong nước và nước ngoài biết đến. Vì thế mà chúng ta có bổn phận phải xây dựng nơi này và làm cho nơi này tỏa ra sự linh thiêng để mọi người tín hữu trong và ngoài nước đến đây để cầu nguyện, để tri ân các thánh tử đạo và nhất là để học được các bài học cần thiết qua chứng từ hùng hồn của các thánh tử đạo. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta sống ơn gọi thập giá, ơn gọi tử đạo, nói cách cụ thể hơn là ơn gọi làm chứng. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ, Ngài nói với các ông: các con hãy làm chứng cho Thầy, khởi đi từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Xây dựng hành hương trung tâm kính các thánh tử đạo cũng là một việc làm để làm chứng về sự hào hùng của lịch sử giáo hội Việt Nam, là một lời tri ân các bậc tiền nhân và diễn tả một thao thức xin cho tất cả những người tín hữu của Tổng giáo phận và những ai đến hành hương để kính viếng nơi này thì được tràn đầy ơn Chúa để có thể sống đời sống chứng nhân trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta tin vào điều ấy bởi vì Đức Giêsu phục sinh luôn luôn hiện diện giữa chúng ta và Ngài sẽ hướng dẫn thêm sức cho chúng ta để những gì chúng ta làm vì tôn vinh Chúa, vì lợi ích cho các linh hồn sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse, hai thánh tử đạo quê hương của sở kiện, các thánh tử đạo của Tổng giáo phận Hà Nội và các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trong công trình quan trọng và mang tính thế kỷ này. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh luôn hiện diện bên mỗi người. Vì thế chúng ta hãy tôn kính người và dâng lời cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử trong hội thánh luôn hăng say rao giảng tin mừng Đức Kitô phục sinh cho muôn dân. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ được tin mừng phục sinh của Đức Kitô giải thoát. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin cho mỗi người luôn nhận ra Chúa Kitô phục sinh luôn hiện diện trong ngày sống của họ. Từ đó, họ luôn biết năng kết hiệp với Chúa từng giây phút của ngày sống. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho việc trùng tu và xây dựng trung tâm hành hương được mọi sự bình an. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lấy cuộc đời mà làm chứng cho tin mừng Đức Kitô phục sinh giữa thế giới hôm nay. Nhờ đó muôn dân nhận biết Chúa và đạt tới hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, xin thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu chúng con hằng mong ước, là thức tỉnh chúng con đang mải mê thế sự, biết vươn lên tìm kiếm những phúc lộc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời. Và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chủ trên mà thiên sự Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa
lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mẹ, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giảm nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Oh, no.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin không ngừng bảo vệ chúng con. Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con cũng được chia sẻ phần vinh quang phục sinh của Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa Đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một Ngài. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn Người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của Người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với Người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Con xin kính mời Đức Tổng cùng cộng đoàn an tọa. Từ đây con xin trân trọng giới thiệu Cha Gioan thư ký cho nên công bố quyết định của Đức Tổng. Con xin trân trọng kính mời Cha. Quyết định về việc thiết lập ngày đại hội và hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tín hữu Tổng giáo phận Hà Nội. Các thánh tử đạo Việt Nam là những anh hùng đức tin kiên trung, đã hy sinh chính mạng sống mình vì đức tin. Nhờ hy sinh của các ngài mà Giáo hội Việt Nam mới có được như ngày hôm nay. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, các ngài đã được Giáo hội tôn phong lên bậc hiển thánh. Đây là niềm vinh dự và tự hào cho Giáo hội Việt Nam. Sở kiện là nơi in đậm dấu ấn lịch sử, là quê hương của hai thánh tử đạo, là nơi lưu giữ nhiều thánh tích của các vị tử đạo. Ngày 23 tháng 12 năm 2009, Đức Nguyên Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã thiết lập trung tâm hành hương cấp giáo phận tại sở kiện. Nay, với truyền thống sùng mộ và lòng tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam, Tổng giáo phận Hà Nội chúng ta và với ước mong của dân Chúa muốn thể hiện lòng yêu mến, tri ân và noi gương các ngài. Sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi với các vị hữu trách và với cha giám đốc trung tâm hành hương, tôi Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quyết định những điều sau đây về sở kiện. 1. Thiết lập đại hội hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 hàng năm. 2. Thiết lập các ngày thứ 6 đầu tháng là ngày hành hương cấp giáo phận tại đây. 3. Các giáo hạt sẽ lần lượt tổ chức việc hành hương vào các ngày hành hương cấp giáo phận cũng như dịp đại hội nhằm biểu lộ và lan tỏa lòng tôn kính, mến yêu, cảm tạ và học hỏi đời sống chứng tá của các thánh tử đạo Việt Nam. Chương trình cụ thể sẽ do Tòa Tổng Giám mục và Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương ấn định. 4. Quyết định này có hiệu lực
từ ngày ký. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, tước hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, Thánh Giuse Bổn Mạng Tổng Giáo Phận Hà Nội và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa ban muôn phúc lành cho Ngài trên Tổng Giáo Phận chúng ta và cho mọi người hành hương tại nơi thiêng thánh này. Nhằm lễ Thánh Giuse làm tại Hà Nội ngày 19 tháng 3 năm 2024, Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên ấn ký. Quyết định về việc xây dựng trung tâm hành hương kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam Sở Kiện. Với lòng sùng mộ và tri ân các Thánh Tử Đạo Việt Nam, căn cứ kết quả cuộc họp ban tư vấn ngày 4 tháng 3 năm 2024 về việc quy hoạch và xây dựng trung tâm hành hương Sở Kiện. Sau khi thông qua ý kiến của Hội đồng Linh mục trong cuộc họp ngày 18 tháng 3 năm 2024, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội và năm Thánh Tổng Giáo phận Hà Nội kỷ niệm 400 năm tin mừng đến thành Thăng Long. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và cầu nguyện, tôi Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội quyết định những điều sau đây cho Trung tâm Hành hương các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sở Kiện. 1. Lập hồ sơ xin Hội đồng Giám mục Việt Nam chuẩn nhận Sở Kiện là Trung tâm Hành hương cấp quốc gia. 2. Xây dựng các công trình, nhà nguyện, linh đài, quảng trường các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các công trình phụ trợ, phục vụ khách hành hương. 3. Phê duyệt phương án quy hoạch và kiến trúc đã được các thành viên ban tư vấn lựa chọn trong cuộc họp ngày 4 tháng 3 năm 2024. Thời gian dự kiến cho việc xây dựng từ ngày 4 từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 10 năm 2026, ngày làm phép mặt bằng xây dựng được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 tại Sở Kiện. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho công trình trung tâm hành hương được thực hiện như chúng ta mong ước, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, tước hiệu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, Thánh Giuse Bổn Mạng Tổng Giáo phận Hà Nội và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa ban phúc lành và bình an cho quý vị ân nhân và mọi người cộng tác cho công trình này. Nhằm lễ Thánh Giuse làm tại Hà Nội ngày 19 tháng 3 năm 2024, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên ấn ký. Con xin kính mời cha giám đốc chúng tôi hành hương ra nhận quyết định của Đức Tổng. Xin kính mời cha. Xin con tạm ta nổ chào rất là to để chúc mừng cho giáo phận của chúng ta. Kính thưa các đấng, các bậc và anh chị em, chúng ta đã dâng thánh lễ long trọng để mừng Chúa Phục Sinh và cầu nguyện cho công trình xây dựng trung tâm hành hương kính các Thánh Tử Đạo của Tổng Giáo phận chúng ta được mọi sự tốt đẹp. Con xin hết lòng cảm ơn sự hiện diện chân quý, đầy chân quý của Đức Hồng Y, của Đức Cha Lorenzo, của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, của quý ông bà và anh chị em. Trong thánh lễ hôm nay, ngoài quý cha, quý tu sĩ và giáo dân của xứ Sở Kiện và các xứ lân cận, còn có sự hiện diện của ban điều hành Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội, có các anh chị em quê hương giáo xứ Kẻ Sạt Thánh Ân Tôn địa phận Hải Phòng, và có quý vị ân nhân đến từ Sài Gòn. Chúng ta có một tràng pháo tay để cảm ơn và chúc mừng. Tôi xin hết lòng cảm ơn cha giám đốc, cũng là cha xứ Sở Kiện và cha phó. Cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Sở Kiện. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em và các hội đoàn của giáo xứ đã nỗ lực cố gắng theo lời mời gọi của chúng tôi để cùng tham gia công việc chung nhằm đến xây dựng tương lai của Tổng Giáo phận.
Tôi xin cảm ơn Ban truyền thông của Tổng giáo phận, Ban truyền thông của Giáo hạt đã truyền tải các hình ảnh và thánh lễ tới mọi khán thính giả ở khắp nơi. Tôi cũng xin gửi lời kính chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã tham dự thánh lễ trực tuyến, thánh lễ long trọng này. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho Tổng giáo phận, cho trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo tại đây và nhất là cho công trình của chúng ta. Kính xin các đấng, các bậc và anh chị em tiếp tục cầu nguyện để những gì chúng ta mong muốn sớm được thực hiện. Và xin kính chúc Đức Hồng Y, Đức Cha Lorenzo, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em luôn luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui trong Chúa Phục Sinh. Xin hết lòng cảm ơn. Sau phép lành cuối lễ, xin mời đoàn đồng tế tiến bước ra trước nhà hài cốt để chúng ta kính viếng hai thánh tử, các thánh tử đạo Việt Nam. Sau đó chúng ta sẽ tiến ra phía sân trước cửa nhà sứ cũ để chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép mặt bằng. Xin mời cộng đoàn đứng, ta kết thúc thánh lễ. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
và sống nước cha chỉ đến ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, đoái thương nước Việt Nam ban cho anh em chúng con được phúc tử đạo. Xin vì công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam, nghe lời chúng con cầu xin cho được mọi sự lành. Xin ơn cho chúng con được bát trước các thánh làm sáng danh Chúa ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc đời đời. Amen. Ngày bài ca ngàn chung dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng cùng bao người anh sung tiến lên hy sinh vì tình yêu. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đâm máu trên đồi cao, cùng đoàn người anh dũng tiến lên phạt trường. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì sống yên bình. Vì Đấng phán xét trong quyền uy, cùng người nhận cao cơn với bao khổ hình. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm màu hồng từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lùi. Họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù đoàn trần chê tranh lãng quên suốt đời. Đây bài ca ngàn trùng
Chúa Thánh Thần, người thương tâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa người mang đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuận tâm giác hồn tràn lan ơn thiêng. Amen. Xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, đấng ban phát mọi sự tốt lành, ở cùng anh chị em. Kính thưa các đấng bậc và anh chị em, năm 2009, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã thiết lập sở kiện là Trung tâm Hành hương Kính các Thánh Tử Đạo cấp giáo phận. Một năm sau, năm 2010, với lời thỉnh cầu của Tổng Giáo phận, Tòa Thánh đã chấp thuận qua văn thư ký ngày 12 tháng 4 năm 2010 nâng nhà thờ giáo xứ Sở Kiện thành tiểu vương cung thánh đường, tức hiệu Đức Maria Trinh vô nhiễm nguyên tội. Từ khi được thiết lập thành trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo, có rất nhiều tín hữu trong và ngoài nước đã đến nơi này để thinh lặng cầu nguyện, để chiêm ngắm, để tĩnh tâm và nhất là để học hỏi đời sống hy sinh anh dũng của các thánh tử đạo. Với lòng mong ước nối tiếp các bậc tiền nhân và để tôn vinh Thiên Chúa, tri ân các bậc tử đạo, Tổng Giáo phận chúng ta quyết định xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo. Trung tâm này bao gồm một linh đài như biểu tượng của chiến thắng, sẽ có một bảo tàng để trưng bày các thánh tích và diễn tả cuộc khổ hình của các thánh tử đạo, sẽ có văn phòng để đón tiếp khách hành hương và giới thiệu về trung tâm hành hương cũng như nhà thờ vương cung thánh đường, sẽ có một nguyện đường để dành cho các nhóm hành hương đến để dâng lễ, có thể chứa được từ 200 đến 300 người tham dự thánh lễ. Tất cả những công trình ấy, kính thưa cộng đoàn, sẽ được xây dựng trong thời gian tới và theo nguyên tắc giữ lại tất cả những công trình cổ đã có từ trăm năm nay, không những giữ lại và còn bảo tồn để gìn giữ nguyên sơ những công trình kiến trúc mà các bậc tiền nhân của chúng ta đã thực hiện. Đó là khái quát về công trình mà chúng ta xây dựng. Xin các đấng, các bậc và anh chị em cầu nguyện để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nơi chúng ta. Và giờ đây chúng ta cầu nguyện, tha thiết cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta từ khởi sự cho đến hoàn thành. Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng hội thánh trên nền tảng các tông đồ và có chính Đức Kitô làm viên đá góc tường. Xin cho dân Chúa tập hợp nơi đây nhân danh Chúa biết kính sợ mến yêu và đi theo Chúa, để họ trở thành đền thờ làm rạng rỡ danh Chúa và sau này đạt tới thành đô vĩnh cửu trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn,
công trình trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo của chúng ta không chỉ xây trên nền bóng đá mà là chính Đức Giêsu Kitô. Đồng thời, với lời cầu nguyện và nỗ lực cố gắng của mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội, chúng ta tin nơi đây sẽ càng ngày càng tỏa lan ân sủng của Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam và lòng yêu mến đối với giáo hội Chúa Kitô để ao ước noi gương các ngài sống kiên trung và sẵn sàng vì đức hy sinh vì đức tin. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện để cho công trình của chúng ta được mọi sự tốt đẹp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa toàn năng làm cho công trình chúng ta khởi sự hôm nay góp phần vào việc xây dựng nước Chúa và liên kết chúng ta với Đức Kitô là viên đá góc trong đức tin và đức ái. Xin cộng đoàn chúng ta cùng thưa lạy Cha, chúng con xin chúc tụng Cha đến muôn đời. Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng Cha đến muôn đời. Cha đã ban cho chúng con khôn ngoan và sức mạnh để chúng con trở nên những cộng sự viên của Cha. Chúc tụng Cha đến muôn đời. Nhờ Đức Giêsu, con Cha Chúa chúng con, Cha đã muốn xây dựng hội thánh của Cha trên đá tảng vững chắc. Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng Cha đến muôn đời. Nhờ thần khí của con Cha, Cha xây dựng chúng con thành ngôi nhà thiêng liêng và đoái thương biến thành nơi Cha trú ngụ. Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng Cha đến muôn đời. Cha cho chúng con hy vọng vững chắc là công việc khởi sự hôm nay được Cha chúc lành cũng kết thúc tốt đẹp nhờ được Cha che chở. Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng Cha đến muôn đời. Cha gọt rũa chúng con thành những viên đá sống động để làm cho chúng con xứng đáng được xây dựng tại Jerusalem trên trời. Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng Cha đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha giàu lòng thương xót, Cha đã tác tạo mọi sự nhờ con Cha và đã đặt Ngài làm nền tảng vững chắc của giáo hội là dân Cha. Chúng con nài xin Cha cho những gì chúng con khởi sự hôm nay được tiến triển thuận lợi và hoàn thành tốt đẹp. Xin Cha chúc phúc cho diện tích đất này là nơi chúng con sẽ xây dựng trung tâm hành hương để tôn thờ Cha và để tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân anh hùng và là nền tảng đức tin của chúng con. Các ngài là chứng nhân can đảm đã làm nên những điều kỳ diệu nhờ sức mạnh Cha ban. Xin Cha soi sáng và trả công bồi hậu cho quý vị ân nhân là những người cộng tác với chúng con trong công trình này. Xin cũng chúc phúc cho cộng đoàn chúng con hôm nay đang đồng tâm xây dựng công trình này thì ngày mai sẽ vui mừng cử hành các mầu nhiệm trong đền thánh vĩnh cửu trên trời và sẽ ca tụng Cha không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tình yêu thương ở đây có đứng Chúa trời, đâu có lòng từ bi là đây có ân sủng người, đâu có tình bạc ai thì Chúa chúc lành không ai. Đâu ý hợp tâm đầu ở đây chưa tràn nguồn vui, lại xin tha thiên thương đế muôn tình lớn ai, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết xương, hết cả chi khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. Đâu có tình yêu thương ở đây có đứng Chúa trời, đâu có lòng từ bi là đây có ân sủng người, đâu có tình bạc ai thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu
năng chúc lành cho anh chị em và thương chấp nhận những ước nguyện trong lòng anh chị em. Amen. Mọi điều anh chị em làm xin Chúa ban cho anh chị em biết làm nhân danh người. Amen. Xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến những lao nhọc của anh chị em và gìn giữ đời sống của anh chị em khỏi mọi sự dữ. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Mẹ ơi, dẫu phận con đây, nguyện xin dâng hiến mẹ từ bi, xin mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dân trên đường đi. Mẹ Maria, xin thương đến giáo phận con đây. Trong tình yêu mẹ hiếm nhân yêu thương, mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi giáo phận con đây. Trong tình yêu mẹ liên kết muôn tâm hồn, chúng con trong cây rất thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cha che chở bỏ lời chúng con nguyện trong an an thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang hàng chữ chúng con cho khỏi từ giữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.